Rồi, tôi sẽ demo cái phần làm Google Form cho các bạn xem ha. Thì để tạo cái Google Form, chúng ta sẽ mở một cái thư mục trên cái trên Google Drive của chúng ta. Ở đây tôi mở cái thư mục của lớp tiếng Anh 5. Thì muốn tạo Google Form, chúng ta click vào mới, click trái vào đây. Thì sáng nay mình đã nói về cái Google Word, Word Online, Excel Online. Giờ mình tiếp tục với Google Form, còn PowerPoint Online cũng tương tự như vậy. Để tạo Google Form hay Google biểu mẫu, chúng ta click trái vào đây. Thì một cái tab mới xuất hiện. Bước đầu tiên của tạo Google Form là chúng ta đặt tiêu đề ha. Ví dụ mình làm một cái khảo sát về khảo sát thông tin của học sinh lớp 5. Ở đây chúng ta chỉ cần tạo ghi cái tên đây, giờ mình click xuống cái form thì tự nhiên nó sẽ đồng bộ cái tên ha. Thì các bạn thấy cái giao diện của Google Form gồm có ba cái tab, tab câu hỏi. Khi nào mình sử dụng nó sẽ hiện cái lằn sáng ở phía dưới, lằn gạch chữ phía dưới, tab câu trả lời. Chỉ khi nào chúng ta gửi cái form đi, học viên trả lời xong thì chúng ta mới thấy cái thông tin này. Tab cài đặt, đây là cái tab mà chúng ta sẽ cài đặt cho câu hỏi sau khi chúng ta hoàn thành nhập hết các câu hỏi vào. Chúng ta cơ bản sử dụng tab câu hỏi trước. Ở phía trái ở trên đó mình có cái phần cái nút xem trước, sau khi làm xong thì chúng ta xem, tức là cách thể hiện của bản Google Form trên cái thiết bị của người nhận. Cái nút gửi là chúng ta dùng chia sẻ cái form sau khi chúng ta làm xong. Thì đây là cái trang thứ nhất là chúng ta khảo sát thông tin, ở phía dưới chúng ta đặt câu hỏi. Thì song song bên cạnh chúng ta có một cái nút ở đây dấu cộng, ở trên này là thêm câu hỏi mới nha. Cái này nhập câu hỏi, phần này chúng ta ít sử dụng, cái này thêm những cái tiêu đề, cái phần này nâng cao, chèn hình ảnh hay là chèn video clip của YouTube, mình sẽ làm phần này sau. Rồi bây giờ chúng ta đặt câu hỏi, thứ nhất là chúng ta hỏi về họ và tên của học sinh. Thì thông tin trả lời họ và tên thì mỗi câu hỏi của Google Form nó có nhiều dạng cái câu trả lời khác nhau. Ở đây là thể hiện các câu trả lời ngắn, trả lời dài là đoạn văn, dạng trắc nghiệm. Chẳng nhiều câu kiểm tra đúng là họ kiểm tra, cái menu thả xuống. Có thể tải cái tập tin lên. Ở đây là cái trả lời theo thang từ 1 tới 5 gì đó ha. Rồi lưới trắc nghiệm, thay vì một câu trắc nghiệm là một cái hộp, thay vì một câu kiểm tra thì một hộp kiểm tra. Chọn ngày và thời gian. Thì đây là những cái phương án mà Google Form cho phép chúng ta tạo câu trả lời. Thì khi chúng ta hỏi về họ và tên thì chắc chắn là thông tin ngắn, thì chúng ta chọn là trả lời ngắn. Muốn có câu hỏi thứ hai, chúng ta click vào dấu cộng ở bên phải cái bảng thanh thanh công cụ này nè, tức là thêm câu hỏi mới. Click trái vào đây, câu hỏi mới xuất hiện sẽ nằm phía dưới. À, chúng ta chọn lớp. Ví dụ đây chúng ta dạy 4 lớp 5 thì chúng ta chọn cái dạng phương án là trắc nghiệm. Thì học sinh sẽ phải chọn cái lớp nào phù hợp với mấy em ha. Có thể 3 lớp hoặc 4 lớp gì đấy ha. Năm A, năm B, năm C, năm D gì đó thì chúng ta chọn lớp. Kế tiếp mình sẽ hỏi khảo sát về cái điều kiện học tập online của mấy em, thì mình sẽ hỏi là nhà các em có gắn wifi không? Ví dụ mình hỏi những câu hỏi như vậy thì mình sẽ biết được là câu trắc nghiệm là có hoặc không. Rồi câu kế tiếp mình hỏi là cái thiết bị nào em có thể sử dụng để học online. Ở đây mình cho 4 phương án cũng như trắc nghiệm. Thứ nhất là cái điện thoại. Thứ hai là máy tính bảng. Nói chung là tablet, tại vì đôi khi nó gọi là cái tab đã quen ha. Máy tính xách tay. Để cho cái tên thông thường ta hay gọi là laptop. Rồi tới cái nữa là máy tính bảng.
Rồi. Rồi chúng ta muốn hỏi một câu hỏi nữa, ví dụ như mình hỏi là cái mình điều tra về cái năng học online phải không? Rồi. Máy tính đường truyền, và bây giờ nói về cái thời gian. Hoặc là nói về khoảng cách ha. Mình nói là thời gian thuận tiện nhất để em học, thời gian em tự học lúc nào chẳng hạn, ví dụ như vậy. Mình khảo sát tùm lum thông tin, mình hỏi như vậy. Thì ở đây chúng ta có dạng trắc nghiệm cũng được, hoặc là chúng ta để cái tự viết cho học trò viết vào cũng được, như buổi sáng, buổi chiều, buổi tối chẳng hạn ha. Thì ở khảo sát thì chúng ta có nhiều cái nội dung và nhiều cái ý định, chúng ta muốn hỏi cái gì chúng ta ghi vào ở đây, vân vân. Thì ở đây có tôi làm dạng trắc nghiệm, thì là một cái ví dụ, chúng ta có thể làm trả lời ngắn hoặc là chúng ta có thể trả lời dài tùy vào cái mục đích chúng ta. Rồi bây giờ sau khi chúng ta là nhập hết các câu hỏi xong thì chúng ta làm bước thứ hai là chúng ta đặt cái mặt bắt buộc. Đây, chúng ta click vào câu hỏi và chúng ta thấy ở phía dưới góc phải dưới của mỗi câu hỏi có chữ bắt buộc, chúng ta click vào đây. Cái nút bắt buộc nó bật sáng lên, có nghĩa là người trả lời phải hoàn thành câu hỏi này thì mới nộp được. Chúng ta bật cái nút bắt buộc này lên để đảm bảo là học sinh hoàn thành hết các câu trả lời, không bỏ sót câu nào. Thì chúng ta có thể dùng cái dạng khảo sát này cho tất cả các dạng nghiên cứu cũng như là lấy thông tin học sinh ha. Rồi, sau khi chúng ta bật cái nút bắt buộc xong, chúng ta quay qua cài đặt. Ở đây là bảng khảo sát để lấy thông tin, do đó chúng ta tắt toàn bộ các nút nha. Chúng ta bật vô từng cái, có cái nút nào mở ra chúng ta tắt hết, không có bật cái nút nào hết, thì lúc đó người trả lời mới dễ dàng. Chúng ta đang làm ở mức độ khảo sát cơ bản, còn khi nào các bạn làm được ở mức nâng cao thì chúng ta sẽ có những cài đặt khác. Nhưng về cơ bản chúng ta chỉ xài cái dạng này là phổ biến nhất, ở dạng nâng cao thì ít hơn. Rồi sau khi chúng ta đã cài đặt xong thì chúng ta bật vào cái nút xem trước để chúng ta xem cái hình thức của Google Form khi chúng ta gửi lên cái học viên thì như thế nào. Chúng ta click vào đây, thì đây là cái hiển thị trên cái thiết bị của học sinh. Mình sẽ thấy là họ tên học sinh rồi chọn lớp, chỉ trả lời hai ba câu thôi nha. Tùy chúng ta có thể trả lời nhiều câu hơn cũng được, nhiều dạng hơn cũng được. Ở đây chúng ta chỉ làm một cái ví dụ. Và cái hay của Google Form là học sinh có thể làm trên bất cứ thiết bị nào mà không cần cài đặt. Nếu chúng ta làm khảo sát nhiều hơn, chúng ta gửi cho phụ huynh thì họ chỉ cần mở vào và họ trả lời là xong. Rồi, như vậy là thì mình thấy cái dạng này ổn rồi đó. Chúng ta trở về cái bảng chính. Các bạn lưu ý có cái tab review. Còn cái tab chính là bên này. Cái tab chính mới có hiện chữ gửi ha. Khi mình nhấn vào preview nó hiện cái tab mới để mình xem thôi. Cái này chỉ xem thôi chứ không có chỉnh được. Rồi mình trở về cái tab kế bên là cái tab mình tạo ra cái bảng khảo sát. Rồi chúng ta nhấn vào nút gửi. Sau khi nhập xong các câu hỏi và các phương án trả lời và ở cài đặt chúng ta đã tắt hết các nút kiểm tra xong, thì chúng ta nhấn nút gửi. Click trái vào cái nút gửi. Các bạn chọn cái chính giữa này được gửi đường link nha, gửi đường liên kết. Tại vì cái đầu là cho gửi qua mail, cái cuối cùng là cho gửi qua trang web. Ở đây mình gửi qua đường liên kết, chúng ta chọn phương án giữa. Và cái đường liên kết này dài lắm, chúng ta click vào chọn rút ngắn. Cho đường liên kết nó ngắn lại. Và mặc định nó tô màu như vậy. Chúng ta nhấn sao chép. Mình sẽ thấy một cái thông báo là đã sao chép vào bộ nhớ tạm. Xong rồi chúng ta mới tắt nó đi nha. Rồi, bây giờ chúng ta mở cái Zalo, Facebook hay là email, chúng ta gửi đường link này tới cho học sinh. Và với một khảo sát như vậy, chúng ta có thể khảo sát được toàn bộ học sinh của khối 5. Hoặc là nếu cần, chúng ta làm cái bảng khảo sát cho toàn bộ học sinh trong trường. Có thể gửi cho phụ huynh cũng được. Thì đây là cái cách làm cơ bản của cái Google Form. Rồi, clip xin dừng lại ở đây.